Mưa trong thằng biến thái. Cái gì? Biến thái nhá? À, có vẻ thằng ở trong thang máy đâu. Bảo sao nó nhìn vợ anh ghê thế, như muốn ăn tươi nó sống vợ anh ấy. Nó còn bảo với em là em mà cho nó vỗ mông thì nó cho em 50.000. Cái gì? Vỗ mông vợ ông mà nó cho hẳn 50.000. Vỗ mông vợ ông mà nó cho hẳn 50.000. Thằng ấy ở đâu? Đấy là anh xử nó. Nó ở thằng máy kia à? Hả? Ui, 50.000 đâu này? Sao nó bảo ở siêu thị hết sạch tiền không còn đồng nào rồi mà. À, có phải là em vừa tóm cho anh tí chất nó đúng không? Không, không ạ, lại đừng có cãi nha. Được rồi, và tôi sẽ ra tôi xử đát tăng mặt kia là. Hả? Sao rồi? Anh xử thằng đấy à? Nó nói gì đâu em? Anh không muốn nói nữa.